Thưa quý vị, những năm tháng chiến tranh ác liệt gian khổ, tình đồng chí đồng đội đã tạo nên sức mạnh đoàn kết để đánh thắng kẻ thù xâm lược. Thì khi trở về đời thường, tình cảm ấy trong các cựu chiến binh vẫn sống mãi với thời gian, với hơi ấm của sự đoàn kết, đùm bọc, sẻ chia với đồng đội, với gia đình chính sách, thương bệnh binh và những hoàn cảnh không may mắn. Tiếp nối dòng chảy kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mời quý vị cùng gặp gỡ những cựu chiến binh tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau 14 năm quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, với vốn tiếng Anh thời từ học sư phạm, cựu chiến binh Nguyễn Đức Lạc chuyển ngành về làm phiên dịch ở công ty xuất nhập khẩu hải sản Vũng Tàu. Hơn 10 năm tiếp xúc giao dịch với các doanh nhân nước ngoài, ông học được nhiều điều. Nên đến năm 1996, cựu chiến binh Nguyễn Đức Lạc dùng toàn bộ vốn tích lũy khởi nghiệp với nghề kinh doanh hải sản, rồi mở nhà hàng tiệc cưới Hải Phương tại thành phố Vũng Tàu. Đặc biệt trong công ty mình, ông luôn ưu ái tạo việc làm cho các cựu chiến binh, con em gia đình chính sách và những mảnh đời khó khăn có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, gia đình ông Lạc đã đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện khoảng 5 tỷ đồng nhằm phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, chăm lo gia đình chính sách, hội viên cựu chiến binh và trao tặng quà cho người nghèo. Năm 2022, ông Nguyễn Đức Lạc được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biểu dương là một trong 10 công dân ưu tú của tỉnh. Cái câu chuyện nặng tình nặng nghĩa đó vẫn mãi mãi đi theo chúng tôi trong những cái thời gian còn lại. Nên khi về thì chúng tôi lo xây dựng kinh tế gia đình, nhưng cũng biết chia sẻ với đồng đội, những đồng chí đã hy sinh cho chúng tôi được sống hôm nay. Đồng chí Lạc nói chung là rất là tuyệt vời, đã rất là tuyệt vời, bởi vì là giữ mà chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên là một phần. Phần thứ hai là có hội cựu chiến binh, là chi nhánh hội cựu chiến binh thì rất là tốt, lo đời sống này rồi nó tinh thần này. Ngay từ khi gây dựng cơ ngơi đến khi trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hải sản lớn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với doanh thu hàng năm hàng trăm tỷ đồng, cựu chiến binh Đào Quốc Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và sản xuất Tứ Hải, thành phố Vũng Tàu, luôn định hướng kinh doanh phải gắn liền với trách nhiệm cộng đồng. Chính vì vậy mà bình quân mỗi năm, công ty của ông luôn trích từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Riêng cá nhân ông Tuấn đóng góp từ 100 đến 200 triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình chính sách, con, vợ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Khi tôi ra khỏi quân ngũ thì tôi đã nghĩ đến cái chuyện là làm kinh tế. Trước tiên là gia đình, xã hội và đồng đội. Thì cùng hàng năm thì được đến các công ty quan tâm và lệnh bà. Thì có món quà tặng bà là bà rất cảm ơn. Toàn tỉnh có gần 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ, gần 500 gia trại, trang trại, thu hút 2.000 lao động do cựu chiến binh làm chủ. Song pha thời chiến, cống hiến thời bình, khi có điều kiện, các cựu chiến binh này luôn sẵn sàng trợ giúp đồng đội, đi đầu trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, các cấp hội cựu chiến binh đã vận động hơn 3 tỷ đồng để xây gần 50 căn nhà nghĩa tình đồng đội, tặng hàng ngàn phần quà cho gia đình chính sách, hội viên nghèo. Trong đó phần nhiều do các doanh nghiệp, đơn vị, doanh nhân cựu chiến binh hỗ trợ. Tôi nhận được phần quà của hội cũng như là các ban ngành đoàn thể đóng góp vô mà để mà hỗ trợ cho những người nghèo khó như cô. Thì cô cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn. Cái sự quan tâm của bên hội cựu chiến binh á, của huyện, của thị trấn và của huyện cả tỉnh thì tôi thấy con người tôi phấn khởi hơn. Thì mình đã về nay mấy chục năm này, 40-50 năm nay mà năm nào cũng có quà. Phần quà hỗ trợ là một vật chất, hơn nữa mà thúc đẩy tinh thần, làm cho chúng tôi gia đình thấy xúc động. Phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ sống phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, các cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dù ở bất cứ cương vị, hoàn cảnh nào, vẫn luôn đoàn kết thương yêu, nỗ lực đóng góp công sức vì tình đồng chí, đồng đội.